Đấy. Nhảy hơi cao đấy. Ngang mặt mình ấy. Dạ. Huấn luyện cho gà chọi đây. Đấy. Tung cái đá này. Một. Muốn bên chủ. Một. Muốn bên chủ muốn ngư rồi. Đấy, chơi rồi. Gà mổ người này. Bạn nhìn chưa, gà mổ người này có biết sợ người đâu. Đấy, chơi rồi. Mày thấy người ghê gớm. Con gà ghê gớm. Chơi rồi. Chạy cái con đánh. Chạy mình mà chạy con đánh trúng 100%. Giờ vào chạy nó. Mình chạy con đánh trúng 100%. Mệt rồi, bạn mệt rồi, cũng mệt rồi. Cũng mệt rồi. Nó nửa miếng này. Nửa miếng. Anh chậm chậm thôi thì nó mới có đà để nó đánh anh thì mới quay. Đấy. Đá tề tay em ạ. Đau lắm đi. Đùa. Yeah. Cùng một. Đâu phải ra bờ chạy cơ, nó không nhảy. Đấy. Giờ nói chung con đánh nó không đánh nhau, không trận thắng trận hòa. Nó lừa thế đi em. Hôm nay vợ anh đi thế nào? À. Rồi. Đấy, đi nó tấn công. Tấn công nhau. Chỉ cần thua thôi, không tấn công. Đá mình đau, đá tê đùi. Thôi, sit up. Úi giời, quả hơi nhảy hơi cao đấy. Thôi thôi ca ơi. Ca. Kinh chưa? Kinh chưa? Úi giời. Kinh chưa? Vẫn. Con này nhớ ổn nữa rồi. Đánh đầu con điên. Bực lắm ấy. Úi giời, chơi rồi, nhảy cao chưa? Đấy. Đừng cuối cùng cứ đánh nó chết đi nhá. Chị bữa đấy mình trêu nó xong rồi lúc anh bực rồi anh đánh nó. Bực là đánh chết thật đi. Nó mổ đau đấy. Ngày xưa nó đuổi chị dở thôi rồi. Ừ.